chào mừng các bạn đã đến với kênh của mai khôi khi mà nhắc tới những loại hoa trong ngày tết thì cái hoa đầu tiên mà người ta nghĩ đến đó là hoa mai hay là hoa đào thì hôm nay mai khôi sẽ chia sẻ cái cách làm hoa đào bằng một nguyên liệu rất là đơn giản bạn nào cũng có thể mua và tự tay làm được đó là làm hoa đào bằng nến các bạn cũng có thể làm hoa mai luôn nha cách làm thì rất rất là đơn giản luôn bây giờ thì mời các bạn tiếp tục theo dõi video để xem cách làm như thế nào ha Để làm được cành hoa đào thì trước tiên mình phải có một cái cành cây Thì ở đây mình cắt một cái cành cây khô này các bạn Thì tùy theo mình nhắm cái cành cây nào mà mình nghĩ là nó sẽ đẹp đó, thì mình cứ cắt vào nha Và thêm một cái bình hoa để mà mình cắm cái cành cây khô vào đó Nguyên liệu tiếp theo Mai Khôi có ở đây là nến Thì mình làm hoa đào mình sẽ sử dụng nến màu đỏ hoặc là nến màu hồng nha thì lượng nến các bạn cho nhiều ít cũng tùy theo cái cành cây của các bạn nó lớn hay là nó nhỏ nữa Thì cái nến này á, mình có thể sử dụng nến thường hoặc là nến thơm Để khi mà mình trưng cái cành hoa đào trong nhà mình á, nó cũng sẽ tỏa ra một cái mùi thơm từ cái nến nhưng có một lưu ý là cũng tùy loại nến thơm được các bạn Tại vì mấy khôi dùng á, thì có loại nến thơm mình làm nó rất là dễ Nhưng mà có loại nến thơm làm thì nó cứ bị bể không mà nó bị mỏng á. Mình làm nhiều lớp nó cũng vẫn mỏng và bị bể Cho nên các bạn lưu ý nha rồi bây giờ mình sẽ cho cái chén nến này vào trong một cái nồi nước nè mình nấu cho nước nó sôi lên để cho cái nến này nó chảy ra kiểu như là mình chưng cách thủy đó rồi mình sẽ khuấy nha mình đứng mình không biết làm gì đó thì mình khuấy khuấy để cho cái nến này nó chảy ra nè còn nếu như bạn nào mà không thích làm hoa đào thì có thể làm hoa mai các bạn sử dụng nến màu vàng ha Và đây là nến Mai Khôi nấu nãy giờ thì nó đã chảy ra rồi nè Lúc nãy mình nấu á, mình thấy nó hơi ít cho nên Mai Khôi có thêm vào một phần nến nữa thì nó được một chén như thế này Bây giờ mình bắt ra khỏi bếp để mà bắt đầu tạo cánh hoa nha Và để cho cái tay mình nó không có bị nóng, không bị phỏng á Thì Mai Khôi có ở đây là một chén nước thiệt là lạnh để cho chắc ăn á, thì mình sẽ cho thêm đá vào nè Đó để cho nó thiệt là lạnh luôn Để mà khi mình làm mình nhúng vào cái nến nóng á, Mình không có bị phỏng tay nha mình cho vào đây một ít nước rửa chén nè để giúp cho cái nước này nó có cái độ trơn á các bạn thì khi mình làm hoa đó mình gỡ ra nó sẽ dễ hơn nó không có bị bám chặt vào trong cái tay của mình rồi bây giờ mấy khôi sẽ khuấy đều cái hỗn hợp nước này lên nha bây giờ mình sẽ làm hoa nha mấy khôi sẽ nhúng tay vào trong cái chén nước lạnh này đó các bạn nhúng vào cho tay mình nó lạnh lạnh rồi sau đó sẽ cho tay vào trong cái chén nến này thì mình sẽ không có thấy bị nóng đâu rồi mình nhúng lại vào trong cái chén nước lạnh rồi mình nhúng lại vào trong cái chén nến để mà mình tạo cái độ dày cho cái hoa đó rồi sau đó các bạn lấy lên thì nhanh chóng mình gắn vào trong cái cành cây khi các bạn gắn vào thì mình ráng giữ một chút xíu nha để cho nó giữ nó bám chặt ở cái cành cây ha rồi mình tiếp tục nè nhúng tay vào trong cái chén nước lạnh rồi nhúng vào trong cái chén nến thì nếu mà các bạn thấy nó không có nóng á, thì các bạn có thể nhúng thêm, khỏi cần nhúng vào lại trong chén nước cũng được. Đó, mình cứ nhúng thêm như thế này để tạo độ dài cho cánh hoa. Rồi sau đó mình nhấc lên và mình gắn nhanh vào trong cái cành cây. Thì khi gắn vào các bạn nhớ ha, mình để xong rồi mình giữ một chút để cho cái nến, tại vì lúc đó nó cái nến nó đang còn hơi mềm á. Thì mình giữ một chút để cho nó tạo cái 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 form rồi mình hãy bung tay ra nha. Đó, cái này mới khôi bung hơi sớm là nó bị ngã nghiêng nè. <laughs> Mình chỉ cần giữ ở phía dưới cái hoa với lại cái cành cây một chút để cho nó bám chắc vào là được. Rồi bây giờ mấy Khôi sẽ tiếp tục làm cho tới khi nào mà nó hết cái cành cây luôn ha. Trong lúc làm nếu như mà cái nến của mình nó bị nguội, nó đông lại á, thì các bạn cho cái nồi lên bếp mình nấu cho nến nó tan ra lại. Hoặc là các bạn để cái nồi ở trên bếp rồi mình để cái lửa nhỏ nhất để mà mình giữ cái độ nóng cho nồi thì nến nó sẽ không có bị đông nha. Voilà, Vậy là cành hoa đào mấy Khôi đã làm xong rồi nè. Hoa đào này thì có một cái màu đỏ rực rỡ ha. Nếu mà các bạn không thích màu đỏ thì dùng nến màu hồng á. Mình làm hoa đào màu hồng cũng rất là đẹp. Năm ngoái thì mấy Khôi làm màu hồng. Còn năm nay thì làm coi màu đỏ. Đó. Làm cái hoa đào này á, mình chân Tết thì mình không có sợ hoa nó bị héo. Chỉ lo hoa bị rụng thôi các bạn Tại vì nếu mà các bạn uh, dính hoa và không có chắc Thì nó có thể rụng nha Cho nên nhớ lúc mình làm Mình bóp kỹ kỹ cho nó dính chặt vào trong cây Và để cho có thêm không khí Tết á, Thì các bạn có thể làm những cái bao lì xì Mình treo lên này Hoặc là treo những cái chữ chúc mừng năm mới Vạn sự như ý này kia lên đó Là bảo đảm thấy Tết nó về Tràn ngập căn nhà yêu thương của mình liền Và khi mình trưng cái hoa này á thì mình không phải lo là ồ ờ, không biết tới mùng 1 Tết hoa nó có kịp nở hay không hay là nó nở trước rồi nó rụng hay là nó là qua Tết nó mới nở nở nha, nở từ lúc mà mình làm cho tới khi mà hết mồng hết mùng nó vẫn nở nha <laughs> nở này gọi là nở bất tử đó trừ khi nó rụng thôi <laughs> thì nếu như bạn nào mà không có mua được hoa đào, không có mua được hoa mai mà muốn trưng hoa đào, hoa mai ở trong nhà cho có không khí Tết đó thì có thể làm thử giống Mai Khôi nha. Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À biên tốt.